how can you make you sense practically what is unconscious? When you feel sad and you have a reason for that sad, and that reason is the third party, that is unconscious. But here is, anything can happen inside. You feel disturbed, you feel comfort, whatever happens. But when you make reason, someone on it, that is unconscious. Catching unconscious, especially the subtle unconscious, is not easy. So in our TA practice, the most key point is, the key work is, catch your unconscious. So the combination of spontaneity, awareness, this combination will start to bring our unconsciousness within to the surface. How can you make you sense practically what is unconscious? Vậy làm thế nào để thầy có thể giúp bạn hiểu vô thức một cách rất thực tế nghĩa là gì ạ? So, the gross level of understanding about unconscious is when someone is asleep, they are unconscious. Bây giờ chúng ta có thể hiểu rất đơn giản. Khi mà một người đang ngủ, họ đang ở trong trạng thái vô thức. So, that is gross level unconscious we all know. Đây là vô thức ở một cái tầng lớp rất là thô, ai cũng biết điều này rồi đúng không ạ? And when someone is a coma, they're unconscious. Hoặc là khi mà bạn ở trong cái trạng thái hôn mê á, thì bạn cũng đang ở trong trạng thái vô ý thức. That is gross level. Đây là ở một cái góc độ chúng ta nhìn rất là thô thôi. But I'm not talking about that gross level unconscious. Nhưng mà thầy đang không nói về cái mức độ của sự vô thức như vậy. I'm talking about subtle unconscious inside. Mà ở đây thầy đang nói về cái sự vô thức nó tinh tế lắm và nó ở bên trong mỗi chúng ta. When someone drank more, they become unconscious. Ví dụ khi mà một người say xỉn thì người đó trở nên vô ý thức. They speak but they don't have control on their speak. Người đó cứ nói thôi mà nói mà còn không kiểm soát được từng lời nói mà mình nói ra. They walk but they don't have 100% balance on their walk. Người đó đi mà người đó không giữ được sự cân bằng trong từng bước chân. That is also unconscious. Đây là sự vô thức. They're still functioning but nothing is in their control. Họ vẫn hoạt động nhưng mà không có cái gì là nằm trong tầm kiểm soát của họ hết. It's unconscious, it's still gross level. Đây vẫn là một sự vô thức ở một mức độ thô sơ. So now subtle level of unconscious I want to let you know. And I also want to inspire you to explore by yourself. Thế còn một cái mức độ tinh tế của sự vô thức bên trong mỗi chúng ta, thầy muốn chia sẻ với chúng ta về điều này. When you feel sad and you have a reason for that sad, and that reason is the third party, that is unconscious. Ví dụ, khi mà các bạn cảm thấy buồn và bạn có một cái lý do để bạn đổ lỗi cho cái nỗi buồn của bạn là do một người khác, thì đây chính là một sự vô thức tinh tế. So friends, until now, if you think in this way, my husband given me pain, my wife given me pain, my children's given me pain, someone cheated me, I got the pain from them. Anything you complain that way, you are already lived unconscious. Nếu mà đến giờ phút này trong đầu bạn vẫn còn những suy nghĩ như là bởi vì chồng của tôi đối xử với tôi như vậy, vợ của tôi, bởi vì con của tôi mà tôi mới ra nông nỗi này, thì bạn vẫn đang sống vô thức. Oh, the traffic is disturbing me. Oh, this is jungle. This is Ho Chi Minh City, very polluted. Oh, this is some city, very polluted. It's so disturbing here, so hesitation here. Ôi, cái thành phố này sao mà nó ô nhiễm, nó ồn ào quá vậy, làm cho tôi cảm thấy khó chịu quá. Oh, technology is so terrible. I hate technology. Ôi, cái công nghệ này, sự phát triển của công nghệ quá là tồi tệ. Tôi không thích sự phát triển này. So you always have complain. Lúc nào bạn cũng phàn nàn. Out of that complaint, you feel bad inside. Và khi các bạn phàn nàn như vậy, các bạn cảm thấy rất tồi tệ ở bên trong. You feel disturbed inside. Các bạn cảm thấy rất là buồn phiền ở bên trong. So feeling bad, disturbed, we cannot stop it. It happens. Cái cảm giác buồn phiền và cái cảm giác khó chịu như vậy, chúng ta không thể nào ngăn cản được, nó tự diễn ra. Just like when two colors mix, definitely there is some other color will come. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ví dụ khi mà chúng ta trộn hai màu lại, chắc chắn là sẽ có màu thứ ba. But here is, anything can happen inside. You feel disturbed, you feel comfort, whatever happens. But when you make reason, someone on it, that is unconscious. Và ở đây thầy muốn nói cho chúng ta hiểu rằng bên trong bạn có thể trồi lên bất kỳ cảm xúc, cảm giác nào. Nhưng chúng ta
hãy đừng đổ lỗi là bởi vì một cái lý do nào đó bên ngoài. So take 100% responsibility, ownership on your own life. Và như vậy hãy chịu trách nhiệm 100% cho cuộc sống của bạn. I am sad, I know that, but this is no one reason for it. Tôi biết là tôi đang buồn. Tôi biết là như vậy, nhưng đây không phải là vì ai mà tôi buồn. There is somewhere in my own conditioning it start to come up. Mà ở đâu đó trong cái điều kiện của tôi biết là nó đang trồi lên. And I'm ready to work on it. Và tôi sẵn sàng làm việc với nó. Friends, once you came to this point, that is right focus. Một khi mà bạn đến điều này, bạn hiểu được điều này, bạn đang có một sự tập trung đúng hướng. Catching unconscious, especially the subtle unconscious, is not easy. Như vậy, thầy nói như vậy để giúp chúng ta hiểu được rằng nắm bắt được cái vô thức của mình là một điều không dễ dàng. It's required a ultimate purest conscious space to reflect. Chúng ta cần một không gian tỉnh thức, một không gian thuần khiết để chúng ta chiêm nghiệm lại, soi chiếu lại. Yes. So in our TA practice, the most key point is, the key work is, catch your unconscious. Và như vậy trong thực hành nghệ thuật chuyển hóa, cái mấu chốt của phương pháp này là gì ạ? Hãy nắm bắt được đâu là những vô thức của bạn. Definitely you cannot catch your unconscious from your intellect. That is sure. Thầy chắc chắn với các bạn luôn, nếu mà các bạn chỉ sử dụng hiểu biết hay tâm trí của các bạn sẽ không thể nào nhận biết được đâu là cái vô thức của mình đâu. In case if you can catch your unconsciousness from your intellect, now already you are a master, already you are a big manifester, already you are living your life to the fullest. Nếu mà bạn thật sự có thể nắm bắt được những vô thức của bạn chỉ thông qua hiểu biết và kiến thức thôi, thì bây giờ các bạn đã trở thành một người hiện thực hóa rất quyền năng. And already you are creating a huge community. I mean, community means lifestyle. Và các bạn đã có thể tạo ra được một lối sống rất là lan tỏa. So it means catching our own unconscious is something very, very, very deep work. Điều này có nghĩa là nắm bắt được, nhận biết được cái vô thức của mình là một công việc rất sâu sắc. So welcome to master your own unconscious, friends. Vậy thì xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với khóa học để làm chủ sự vô thức bên trong bạn. So the combination of spontaneity awareness, this combination will start to bring our unconsciousness within to the surface. Và sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiền định sẽ giúp bạn có thể nhận biết được những vô thức bên trong bạn. For example, we are doing something spontaneously. Just jump like this. Oh my God. So when we are doing something spontaneous like this, someone start to fear off. Someone start to concern. Someone even assume, maybe I will fall down. It happens so fast. Ví dụ nha, các bạn vừa quan sát rồi đúng không ạ? Thầy, tự nhiên thầy bay lên trên kia một cái và bên trong các bạn có những nỗi sợ. Trời ơi, không biết thầy ngã, thầy có đau không? Thầy có tổn thương không? Thầy có tai nạn không? Trong đầu chúng ta đã có những cái suy nghĩ đó. Because something is out of our comfort zone, we feel insecure. Bởi vì nếu mà có cái điều gì đó nó nằm ngoài vùng an toàn của chúng ta cảm thấy bất an ngay. Because unconsciously, we believe something bad happens. Bởi vì một cách vô thức chúng ta nghĩ rằng sẽ có một chuyện tồi tệ nó diễn ra. That is unconscious. Đây chính là sự vô thức. So when you are doing something spontaneous things, there is some many things come up on the surface. Khi mà bạn làm một cách ngẫu hứng sẽ có rất nhiều vô thức trồi lên.